Xin chào mọi người, hôm nay em có nhận được một con Xiaomi Poco C40 bị rơi, hỏng màn, mất hiển thị anh em ạ. Thì con máy này của một bạn nữ đang còn là sinh viên, vẫn đang đi học ở trên trường anh em ạ. Dòng máy này thì thay màn nó cũng khá là rẻ thôi anh em ạ. Thường chi phí nó khoảng vài trăm nghìn thôi. Thật sự anh em là một con máy này, hiện tại thì cái chi phí để mà mình mua được một con máy này nó cũng không có quá là cao tiền. Đâm ra là cái những cái linh kiện ấy khi anh em đi sửa chữa thì nó cũng sẽ rẻ theo. Và cái dòng này bóc tách nó cũng khá là dễ, bởi vì là cái keo màn hay là những cái lưng nhựa ấy, bóc nó cũng khá là cơ bản thôi, chứ nó không phải là quá khó khăn. Cái con máy này thì em kiểm tra thì máy cũng đã từng sửa chữa, cũng thay màn một lần rồi, chứ không phải là máy zin 100%. Anh em lưu ý là cái dòng này màn nó sẽ đi liền với phần cáp sạc, bo sạc nó là khác anh em nhé. Và cáp sạc nó là cái gọi như là cáp nối từ trên bên xuống dưới cái phần bo sạc của anh em. Thì dòng này nó áp dụng lên cái phần cáp màn luôn. Đó, thì anh em lưu ý là khi anh em thay màn thì chúng ta phải test cả cáp sạc trước. Nếu anh em thấy ok thì mới xé tem của bên phân phối và chúng ta mới ráp lại màn. Đây là trong quá trình em đang đi một cái đường keo mới, sau đó thì chúng ta sẽ ráp màn mới vào và gắn lại toàn bộ các linh kiện chúng ta đã tháo, như lông ngoài, cáp vân tay và lồng đệm mềm. Sau đó là chúng ta lắp lại cái phần lắp lưng là hoàn thành máy thôi. Trong một cái clip này thay thế thì nó cũng khá là đơn giản, nhưng anh em mà thay thế không chuyên tại nhà thì có thể mất đến khoảng tầm 1 tiếng để hoàn thành. Nhưng với một thợ sửa đã lành nghề, đã quen rồi thì nó sẽ chỉ mất khoảng tầm 20 đến 30 phút thôi. Và anh em nếu ở Hà Nội chưa kiếm được chỗ nào sửa chữa thì có thể liên hệ qua cửa hàng em. Bên em sẽ hỗ trợ thay thế, sửa chữa và bảo hành cho anh em rất là cẩn thận, nên anh em yên tâm. Sau khi anh em tiến hành thay thế sửa chữa xong thì chúng ta sẽ phải vệ sinh lại toàn bộ cái phần đường keo anh em nhé, cho máy nó sạch. Sau khi vệ sinh xong thì chúng ta sẽ buộc những cái chun lại để cho nó khô keo. Sẽ mất một thời gian ngắn để cho nó khô keo anh em ạ. Trên đây là cái clip em thay màn cho con Poco C40. Cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi clip. Xin chào.